Thưa quý vị và các bạn, tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng không được che chắn cẩn thận, làm rơi vãi đất đá cát sỏi xuống đường diễn ra khá phổ biến ở nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Việc sai phạm này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe tải chở đầy đất đá cát sỏi di chuyển trên các tuyến đường từ quốc lộ, tỉnh lộ cho tới đường liên xã liên thôn. Tuy nhiên, điều đáng nói vẫn có một số chủ phương tiện không thực hiện việc che chắn thành thùng hoặc che chắn không đúng quy định, khiến vật liệu xây dựng rơi vãi trong quá trình vận chuyển. Đơn cử như vào đầu tháng 11 vừa qua, chiếc xe chở bùn đất bị bật thùng khiến bùn đất rơi đầy đường trên địa bàn huyện Yên Mỹ, hay vụ xe đổ kéo theo sơ mi rơ móc chở gạch rơi vãi trên đê ngày 16 tháng 11 thuộc địa phận huyện Kim Động. Do che bạt sơ sài, hàng lại được chở cao quá thành thùng, di chuyển với tốc độ cao đã khiến vật liệu rơi vãi xuống đường, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông, nhất là với người đi xe máy, nếu không chú ý rất dễ bị trượt ngã. Xe quá tải nhiều lắm, nhất là xe cát, cả ngày, chiều rồi tối, nó đi rồi, tôi để ý hai cái bánh của nó, giữa hai cái bánh ấy, nó cứ chảy một lượt cát xuống, rồi đi bụi, rồi ồn ồn, đã đi có khi à, 3-4 chiếc xe liền một lúc. Bên cạnh đây là những cái bến chở đất cát, người ta cung cấp vào những cái khu vực vào trong kia là san lấp mặt bằng. Cái mức độ cái đường này nó hư hại mà nó bụi bậm, ẩm, nó rất là khổ, cho nên là cũng mong là các cơ quan chức năng là có những cái biện pháp để ngăn chặn được cái hiện trạng mà cái tình trạng mà xe quá khổ quá tải nó chạy cái đường liên huyện. Theo ghi nhận, tình trạng xe tải chở đất đá cát sỏi không được che chắn cẩn thận làm rơi vãi vật liệu xây dựng diễn ra khá phổ biến trên nhiều tuyến giao thông, đặc biệt là các tuyến đường xung quanh khu vực tập trung các mỏ vật liệu xây dựng, bãi tập kết vật liệu xây dựng. Cụ thể, trên tuyến đê khu vực Văn Giang, Quán Châu, Kim Động và huyện Tiên Lữ, rất nhiều bến bãi để tình trạng xe vào chở cát đá không che đậy rơi vãi trong quá trình vận chuyển. Tại tuyến vẫn còn một số phương tiện là địa bàn giáp danh trên tuyến, những lái xe là vẫn còn vi phạm việc rơi vãi và không thu chèm của bạn. Từ nay cuối năm là phòng cảnh sát giao thông và đội cảnh sát giao thông số 1 tập trung tăng cường xử lý 24/4 địa bàn khép kín để xử lý những hành vi gây lên tai nạn giao thông trên tuyến. Để hạn chế tối đa tình trạng xe ô tô chuyên chở vật liệu xây dựng che chắn cầu thả không đúng quy định, lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông cần tăng cường xử lý các phương tiện vi phạm, đặc biệt là việc thực hiện che đậy, đóng thùng hàng hóa cẩn thận, hạn chế những ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.